Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh của chúng tôi. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn kỹ thuật cơ bản để chúng ta có thể tập nó tốt. Vì thời gian mấy năm qua thì chúng tôi đã dạy qua mạng và cũng có một số người đã tập được và đã thi lên đai huyền đai nhất đẳng rồi. Có nghĩa là người ta thi từ dưới lên trên, từ đai vàng lên cấp 8 đến đai xanh Q7, Q6, 5, 4, 3. 321 là đai nâu cho đến huyền đai nhất đẳng, là người ta tập qua mạng, người ta thi lên đến huyền đai nhất đẳng rồi. Tuy nhiên là một số người không tập được do là người ta không có theo dõi đầy đủ. Chính vì vậy hôm nay tôi sẽ hướng dẫn riêng từng cái đòn một, đặt tên từng đòn trong một video như thế cho chúng ta tiện theo dõi. Đấy, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn kỹ thuật đầu tiên là đòn đạt gạt ghê đan ba đai, có nghĩa là đòn gạt hạ đẳng. Bấm tận nhất. Ở cái kỹ thuật mà gạt ghê đan ba đai ấy, thì chúng ta sẽ chân phải và chân trái đứng cách nhau xa hai vai. Đó, xa nhà hai vai và nó đứng trên đường chéo của hình chữ nhật A, B, C, D, B, D. Đó, đứng trên đường chéo, gối trước trùng về trước, chân sau thẳng, gối sau thẳng. Cái tấn này thì tôi sẽ hướng dẫn riêng được, bây giờ tôi nói về kỹ thuật cái này nhé. Nói kỹ thuật ghê đan ba đai để chúng ta tập cái kỹ thuật này cái đã, tấn có thể nói riêng. Ghê đan ba đai là tay phải thủ lên trên mang tay, tay trái chéo cái khuỷu tay này, cái khuỷu tay và cái cùi trỏ này đan vào nhau, che kín cái bụng mình lại, che kín cái chân thủy, cái huyệt nguy hiểm này lại, che kín lại. Tay trên khi mà gạt hạ đẳng thì tay trên chúng ta kéo xuống cách đầu gối khoảng 20 cm. Đó, và tay dưới chúng ta rút về hông. Thì để tập được một cái kỹ thuật này, người ta phải tập hàng trăm hàng nghìn lần. Và tối hôm qua có một người bình luận là khó quá, em tập mãi mà không được, bảo tập mãi của em chắc mới được vài chục lần ăn thôi gì. Người ta phải tập hàng trăm hàng nghìn lần. Đó. Vì tập võ là rèn luyện thể lực, rèn luyện ý chí, rèn luyện bản lĩnh, cho nên là phải kiên trì, rèn luyện tính kiên trì, là tập đi tập lại, tập thuần thục thì thôi, chứ không phải chúng ta tập vài lần chúng ta làm được liền. Nếu chúng ta phải tập ít đó, thì chúng ta sẽ quên. Cho nên là ông cha ta mới nói là văn ôn võ luyện là thế, chúng ta phải tập liên tục. Đó, chúng ta hiểu cái đoạn này chưa? Như này, gạt xuống. Sau khi chúng ta tập quen rồi thì chúng ta tập nhanh hơn. Đầu tiên chúng ta tập nhẹ như này. Đó, nhẹ như thế. Chúng ta sau khi chúng ta tập quen rồi, chúng ta dùng cái hông của mình. Chúng ta dùng cái hông đưa lên, đưa xuống, dùng cái hông của mình. Đó, sau khi quen nữa thì chúng ta bắt đầu có lực. Hôm qua có người hỏi tôi là tại sao nó cứ kêu phụt phụt như vậy, là cái gì kêu ở cái lực của chúng ta, cái lực của kỹ thuật. À, lực nhá. Đó. 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 Sau khi chúng ta gạt xong rồi thì chúng ta thực hiện nó đấm ra Kuzuki, nó đấm nghịch. Còn lúc đầu mà chúng ta tập chưa quen, chúng ta cứ tập nhẹ nhàng như này. Chúng ta cứ tập nhẹ nhàng như vậy, tập đơn giản như thế thôi. Đó. Thậm chí có thể đứng như này tập cũng được. Nếu mà mỏi chân chúng ta đứng này chúng ta tập được. Đó. Tập hết tay vào tay kia. Đó. Mới đầu tập á, thì chúng ta không nên là vừa tập gạt vừa tập đấm, bởi vì nó sẽ bị loạn, nó khó quá, đầu óc nó sẽ loạn á. Đầu tiên chúng ta chỉ tập một tay này thôi. Đó, tập khoảng vài chục lần, hoặc vài trăm lần hay là vài nghìn lần gì đó. Khi chúng ta thấy cái tay của mình nó thuần thục rồi thì chúng ta mới tập thêm một đấm. Chứ còn chưa học bỏ nó, học chạy chưa học gạt nó đấm thì nó sẽ bị loạn và kỹ thuật nó sẽ không chuẩn. Đó, tập liên tục như thế thì chúng ta sẽ chuẩn thôi. Yeah. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tôi sẽ hướng dẫn cái tác dụng của cái đòn này để làm gì. Một trong những cái kỹ thuật của karate, một trong những nguyên tắc của người dạy võ là phải hướng dẫn cho võ sinh của mình cái kỹ thuật đấy để làm gì. Nó chứ không phải để múa máy linh tinh cho vui, quá những kiểu rắn võ mèo linh ta linh tinh mà không có tác dụng gì. Thì quan điểm của tôi là người dạy võ mà không giải thích được cái đấy để làm gì thì người học võ không cần học. Đó, chúng ta phải hiểu được cái đấy, tác dụng của nó để làm gì. Thì bây giờ tôi sẽ giải thích, anh Hải ra đây làm luôn. Đấy nha, ví dụ như tôi đứng cái này à, bị đối phương tấn công vào bụng của mình. Đấy, anh Hải tấn công bằng súng tấn đây này.
theo dõi nhá. Đầu tiên tôi sẽ không đỡ anh Hải nấm nhẹ nhàng vào đây. Đó, thì nếu mình không đỡ thì sẽ bị đối phương đấm vào bụng của mình. Thấy chưa? Thì khi mà chúng ta đang đi, đang đứng hay đang làm gì ấy, có một người lao vào đấm mình, lao vào. Thì lập tức chúng ta sẽ phải đỡ và phản đòn. Bây giờ tôi sẽ làm chồng này, chúng ta nhìn chồng nhá. Anh Hải vào đây, chúng ta đỡ ra này, sau đó chúng ta phản đòn. Đó, thì chúng ta có thể phản đòn vào đây, chúng ta có thể đấm vào mũi, chúng ta có thể đấm một cái vào đây, nó đưa cái mũi nó ra, mình làm cho nó một cái vào mũi nữa đấy. Mình đấm một cái đây, nó đưa cái mũi ra, nó mời mình, thì mình làm nốt một quả vào mũi đó. Để cho nó đủ đồ, cái thằng này nó thiếu đồ, mình đấm một cái nó chưa phê. Mình phải cho một hết vào mũi nó mới phê. Thì chúng ta phải hiểu nó là như thế, thì cái kỹ thuật của chúng ta nó phải gạt và đấm là phải nhanh, chứ không phải như vậy như này. Không phải gạt xong mình đứng cái này, nó đấm cho mình phát vào đây, không có mũi, không có mồm đâu, không phải như thế, mà mình phải gạt phát, mình phải đấm liền. Và đồng thời mình phải lùi ra, chứ không phải mình đứng đấy để cho nó làm cho phát mũi mình nữa. Đó, mình gạt xong đau rồi. Đấy, thì chúng ta phải hiểu như thế. Cái con đá cũng vậy, con đá ví dụ như anh Hải đá vào bụng của tôi chẳng hạn, đó mà thì chúng ta phải đấm đỡ, xong chúng ta phải đấm và chúng ta phải lùi ra. Đó, thì chúng ta phải này làm lại cái đòn này một lần nữa nhá. Gạt đấm này, không lùi ra này. Đó, chúng ta lùi ra để làm gì? Để nó lỡ nó có đánh thì nó không tới mặt của mình. Đó, thì các cái kỹ thuật chúng ta học, chúng ta phải hiểu tác dụng của nó để làm gì, và người dạy võ phải nói được điều đó. Còn không nói điều đó chúng ta không cần học. Thì buổi hôm nay chúng ta chỉ tập đòn ghế đam ba đai thôi, đòn đỡ hạ đẳng thôi. Thì chỉ tập nhiều quá nó sẽ bị loạn đầu óc, nó sẽ không tiếp thu được. Buổi hôm sau chúng ta sẽ tập những cái khác. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau, cũng như để ủng hộ kênh của chúng tôi ngày càng phát triển. Đăng ký kênh và bấm chuông bên cạnh bên tay phải đó. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.